Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Giai điệu từ những vần thơ trên HTV. Quý vị thân mến, cứ mỗi lần gặp quý vị trong chương trình này, tôi lại muốn nói với quý vị rằng, quý vị thân mến, trong không gian ấm áp này chúng ta sẽ có những cung bậc cảm xúc khác nhau để cùng trò chuyện với nhau. Ngày hôm nay thì cho phép Tùng được đến với một góc rất là khuất, rất là nhỏ thôi trong trái tim của quý vị. Đó chính là góc của tình yêu và sự chia lìa. Nếu ai đó nói với Tùng rằng là quý vị chưa một lần đi qua giây phút chia tay, xin được phép chúc mừng quý vị, bởi vì giây phút đó có lẽ sẽ khó, rất khó để mà quên trong cuộc đời. Và đã đi qua rồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nhớ tới, bởi vì ký ức đẹp thì giữ lại, nỗi buồn chúng ta giữ làm chi. Nhưng trong ngày hôm nay, xin sống dậy những giây phút đó để cùng nói với nhau rằng chia ly có thể buồn đấy, cũng vẫn là một trong những điều tạo nên cuộc sống đẹp, cũng là một trong những điều tạo nên tình yêu đẹp sau đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chia ly và nói về lý do của chia ly. Nhưng dù sao thì đến với giai điệu từ những vần thơ vẫn sẽ có những vị khách mời. Ngày hôm nay họ sẽ trò chuyện những gì với chúng ta. Và trong tuần lễ này chúng ta sẽ cùng đến với bác sĩ, nhạc sĩ Minh Đức. Xin chào anh. Minh Đức xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình. Dạ, và người tiếp theo đó là một người mà là chủ nhân của một câu rất quen thuộc. Đó chính là có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quen được nhau. Nhà thơ Phong Việt. Dạ. Xin chào Tùng Leo và xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình. Tùng với Phong Việt thì chắc cũng đã gặp gỡ quý vị trong nhiều số của chương trình Giai điệu từ những vần thơ rồi. Cho nên là cuộc trò chuyện ngày hôm nay sẽ vừa quen vừa lạ với nhân vật mới là anh Đức. Và câu hỏi đầu tiên mà Tùng muốn hỏi anh Đức cùng với Việt đó là hai anh đã đi qua mùa thu bao giờ chưa ạ? Đức đã có đi qua mùa thu đôi lần. Yeah. Đã có vài lần đặt chân tới Hà Nội. Và cái cảm giác của mình đến với một cái không khí mùa thu nó rất là lạ, bởi vì trong Nam mình thì không có mùa thu. Yeah. Thành ra là khi mà đến cái trời mát dịu của Hà Nội mình rất là thích. Và có những lần mình đặt chân tới Hà Nội vào ban đêm, vào mùa thu, thì cái đêm thu nó cũng cho cảm giác lạ. Cũng đã có lúc đã đi bắt bộ trên con phố và có tiếng đàn dương cầm ở một cái căn nhà ở phía trên, và nó cũng cho mình cái cảm xúc, và đó một cái cảm xúc để mình viết nhạc được. Ký ức của anh thơ ơi là thơ luôn. Còn Việt thì sao? Việt thì mình chưa ra Hà Nội vào mùa thu, nhưng mà Hà Nội mùa đông thì mình ra rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên là mình thấy là ngay cả với thành phố Hồ Chí Minh, có những ngày vào những cái buổi chiều thì mình vẫn cảm nhận được cái hơi gió heo may. Mình nhìn thấy được đâu đó thấp thoáng những cái lá vàng rơi. Thì mình nghĩ là cái mùa thu ở thành phố Hồ Chí Minh không có hiện diện quá rõ ràng. Tuy nhiên có một vài ngày nào đó trong những cái tháng của thuộc về mùa thu thì chúng ta vẫn có thể nhìn ra được một cái nét thu nó nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn là một cái gì đó rất rất thu của thành phố Hồ Chí Minh. Đúng rồi, hình như cứ thấy lá vàng rơi là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới mùa thu. Và đó là một cái tứ rất là dễ chịu để chúng ta cùng đến với bài thơ trong tuần lễ này. Đó là bài Yên Tĩnh của nhà thơ Giáng Vân. Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu, vách đá chắn ngang điều muốn nói. Em ru gì cho đá núi? Đá núi trụi trần, vết tạc của thời gian. Em ru gì cho dòng sông? Dòng sông chẳng khi nào ngừng lặng. Sóng cuộn lên nỗi khát khao vô bờ. Sóng rất biết nơi mình đi và đến. Em ru gì cho anh? Mặt trời linh thiêng, mặt trời giông tố. Đã mệt mỏi rồi, đã bao nỗi âu lo. Trên gương mặt anh hằn lên nỗi khổ, khiến câu hát cất lên bỗng tắt nửa chừng. Em yêu anh như yêu cuộc đời cực nhọc. Có tuổi thơ em buồn bã dịu dàng, sáng lung linh vầng ánh sáng thiên thần. Niềm hạnh phúc muôn đời có thật. Xin đừng trách em nhiều, cũng xin đừng chay chức. Cây lá có rơi nhiều, xin đừng hỏi mùa thu. Lặng nghe anh, yên tĩnh lời ru. Khi
khi mà quý vị nghe cái bài thơ này thì quý vị có nhớ tới bài hát nào không ạ? Việc nghĩ là một cái bài hát rất là quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang, Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Và nó cũng là một cái câu mà mình nghĩ là nó toát lên được cái thông điệp đầy đủ của một cái câu chuyện mà nhà thơ Giáng Văn muốn kể qua cái bài thơ của mình. Đối với bài Đâu Phải Bởi Mùa Thu, nó sống gắn liền với thời sinh viên của tụi mình. Đó là một cái giai đoạn mà âm nhạc Việt Nam chúng ta với những ca khúc, với những tình khúc của Phú Quang, cái thời làng sóng xanh. Những bài hát đó đã đi vào cái kỷ niệm của một thời sinh viên. Chúng ta khoan nói tới bài hát của nhạc sĩ Phú Quang vội, bởi vì chắc chắn là rất là nhiều người yêu thích bài hát này rồi. Bây giờ trước hết là cái bài thơ của Giáng Văn, một cái bài thơ khá là lạ. Nếu như mà chúng ta không nghe bài Đâu Phải Bởi Mùa Thu một cách nằm lòng, đôi khi chúng ta cũng không biết đây chính là khởi nguồn của bài hát đó. Với những gì mà Giáng Văn viết thì mùa thu được miêu tả trong đây khá là buồn. Như những cái đầu tiên mình bước vô, mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu, vách đá chắn ngang điều muốn nói, em ru gì cho đá núi trụi trần vết tạc của thời gian. Tùng thấy hiếm hoi, chương trình này mới có được một cái bài thơ nó rất là mới như vậy, đúng không Phong Việt? Việc cảm nhận được một cái điều là cái lời thơ trong cái bài thơ này của nhà thơ Giáng Văn á, nó rất là mạnh mẽ. Và nó có một chút gì đó hơi hiện thực và hơi tàn nhẫn. Mình thì mình đoán thôi, tức là với tâm thức của một cái người phụ nữ mà họ yêu nhiều, và khi cái tình yêu nó không trọn vẹn thì cái cảm xúc của họ để nhìn về cái tình yêu của ngày tháng đó, Việt nghĩ nó cũng phải mãnh liệt như vậy. Với cái bài thơ này, Việt nghĩ là theo cách nào đó giống như là nhà thơ Giáng Văn cũng đã nói hộ dùm cái cảm xúc của rất rất nhiều người phụ nữ, là đã từng yêu, đã từng say đắm, nhưng rồi cuối cùng thì cái yêu và cái say đắm đó nó không có đi đến cuối cùng trong cái cuộc đời của họ. Có rất là nhiều cách yêu khác nhau, và có một vài người chọn cách yêu là nhẹ nhàng, để rồi khi đến và đi đều nhẹ nhàng. Nhưng mà có một số người thì lại chọn cái cách rất là giông tố anh ạ. Anh Minh Đức là người yêu theo kiểu gì ạ? Đức thì tình yêu nó đến mình kiểu nào thì mình sẽ yêu kiểu đó. Mình không có muốn yêu theo cái kiểu mà mình nghĩ được. Bởi vì tình yêu là nó có cái ngôn ngữ của nó rồi, nó tự nhiên thôi. Với anh thì tình yêu khi mà anh nói tới, anh nói về cái sự mãnh liệt của nó hay là anh nói về cái sự nhẹ nhàng của nó? Đức vẫn thích nói đến tình yêu như những gì nhẹ nhàng và lãng mạn của nó. Lần này thì chúng ta đang lại phải gặp phải một cái ca hơi khó với anh Minh Đức. Anh Minh Đức là bác sĩ về tim mạch đúng không ạ? Nói theo nghĩa bóng thì là trái tim là của tình yêu. Mà lần này thì mình đang nói về cái sự day dứt, và đặc biệt là cái nỗi lòng bão tố trong lúc chia tay. Nếu như mà cả Việt lẫn anh Minh Đức để ý thì trong cái bài thơ này, dường như ở một cái nghĩa mặc định nào đó, người phụ nữ này đang lý giải cho chính bản thân mình về cuộc chia tay mà người đàn ông đang rất đau lòng. Chúng ta hãy nghe. Em ru gì cho anh? Mặt trời linh thiêng, mặt trời giông tố. Đã mệt mỏi rồi, đã bao nỗi âu lo. Trên gương mặt anh hằn lên nỗi khổ, khiến câu hát cất lên bỗng tắt nửa chừng. Mình thì mình nghĩ là chúng ta vẫn luôn nói là trong một cái câu chuyện tình, khi một ngày nào đó nó dừng lại thì thường là người nữ sẽ đau đớn, sẽ dằn vặt, sẽ hoài niệm nhiều hơn so với người đàn ông. Và một lần nữa cái bài thơ này của nhà thơ Giáng Văn, Việt nghĩ là nó cũng là một cái minh chứng cho điều đó. Tức là người phụ nữ vẫn ở một cái tâm thế mình nghĩ là cố gắng tìm ra một cái lý do cho cái sự tan vỡ đó. Và đương nhiên là trong cái hành trình đi tìm cái câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó, thiệt ra đó là một cái hành trình, Việt nghĩ là một hành trình đau đớn. Tức là chính bản thân mình đào xới là những cái vết thương, những cái ký ức, những cái hồi niệm mà đã từng có với nhau. Thì Việt nghĩ là có lẽ là khi mà chị Giáng Văn chị viết bài thơ này, chắc chị cũng phải khóc hết nước mắt vì nó. Nếu thực sự là một câu chuyện mà chị đã từng trải qua. Ví dụ như là một bệnh nhân của bệnh tim, thì Tùng tìm đến bác sĩ Minh Đức, Tùng chỉ muốn bác làm gì thì làm, miễn Tùng hết đau. Có nghĩa là mình rất là mong muốn đi nhanh qua cái giai đoạn tìm hiểu cái nỗi đau của mình. Về nghề y á, thưa bác sĩ, thì là mình sẽ có phân tích cái nỗi đau đó của bệnh nhân để cho họ biết mà họ tránh, không hả bác sĩ? Thật ra câu chuyện về
đầu tiên như là Tục đang nói, ghép vào cái bài thơ của nhà thơ Giáng Vân, thì nếu mà đi xuyên qua thơ của Giáng Vân thì chúng ta sẽ thấy bài thơ này có một chút gì đó nó khác với cái nữ tính của trong một số bài thơ của Giáng Vân. Đôi khi nhà thơ Giáng Vân cứ thể hiện hết cái tình cảm của mình và ôm lấy cái thiệt thòi về mình, và đó là cái chung của phụ nữ trong tình yêu. Nhưng trong bài này chúng ta sẽ thấy một cái sự, một cái mớ hỗn độn về cảm xúc. Có lúc thì muốn dựng lên một hình ảnh đá núi cho nó vững chắc, nhưng có lúc lại mềm yếu rồi lá rơi. Thì cái này chính là giống như Phong Việt nói là trước khi để tìm được một cái sự an tâm cho cái lòng của mình thì nhà thơ Giáng Vân đang đào xới những cái kỷ niệm và tự lý giải. Và chính nhà thơ Giáng Vân này ôm cái thiệt thòi vào về phía mình để có một cái tình yêu đẹp. Đi tìm hiểu về mặt lý trí đến tận cùng nỗi đau của mình để chấp nhận nó. Chị Việt nghĩ là có lẽ là khi mà chị Giáng Vân chị viết bài thơ này, chắc chị cũng phải khóc hết nước mắt vì nó. Chị chỉ cần một cái hơi hít sâu vào hoặc là một cú điện thoại của ai đó gọi cho mình. Tùng thấy có rất là nhiều người khi mà chia tay á, thì họ biết là chia tay rồi thì thôi, đau khổ, khóc hay buồn thì cũng là chia tay rồi thôi. Nhưng có nhiều người khác luôn luôn tự hỏi mình tại sao chuyện này lại diễn ra. Hai anh khi gặp chia tay, hai anh phản ứng như thế nào với cuộc tình của mình ạ? Thật ra khi chia tay thì cái phản xạ của con người là bởi vì tiếc nuối nên muốn nhìn lại xem coi tại sao lại như vậy. Và nếu nó đẹp người ta muốn giữ và người ta mới tiếc nuối. Còn nó không đẹp thì người ta không suy nghĩ nữa. Thì đối với Đức thì tất cả những cái gì mà mình đáng trân trọng, cái đẹp, cái thuộc về chính mình mà vì một lý do gì đó nó không có duyên với nhau, thì chúng ta cứ giữ mãi nó như là một cái ký ức của mình. Em muốn chia sẻ thêm với anh Đức là em muốn hỏi thật sự là cái cảm giác, tại vì rõ ràng là khi chúng ta chia tay thì rõ ràng là cái cảm xúc trong con người của ta nó sẽ rất là khác với một cái con người của bình thường, của khi hạnh phúc, của khi êm ấm. Thì những lúc đó thì có phải thực tế là cái tim của chúng ta nó sẽ đập khác với cái nhịp tim mà bình thường mỗi ngày chúng ta hay không? Đương nhiên là nó đập khác rồi. Nó không chỉ đập nhanh mà nhiều khi nó còn loạn nhịp nữa. Ok. Có khi nó dừng lại một chút không anh? Có chứ. Loạn nhịp là có thể loạn nhịp chậm, loạn nhịp nhanh mà có thể nó ngập ngừng rồi nó đập vô. Như vậy là chừng đó là phải cần can thiệp về mặt y khoa đúng không? Không, nhiều khi chỉ cần một cái hơi hít sâu vào hoặc là một cú điện thoại của ai đó gọi cho mình. Hồi nãy giờ anh Đức đã nói rồi, nhưng mà anh Đức là người luôn luôn tìm cách lôi kéo tất cả mọi thứ về sự hiền hòa, bởi vì đó là bản chất của một bác sĩ. Riêng của Việt thì tôi chờ mong một câu hỏi, một câu trả lời khác nha. Là quay trở lại nè, câu hỏi của tôi là khi chia tay bạn có khuynh hướng tìm hiểu lý do đến tận cùng hay không? Việc có khuynh hướng đó vì thực ra bản thân cơ bản mình là một người rất rất là logic. Bao giờ mình cũng cố gắng là khi mình xảy ra một cái vấn đề, ví dụ ở đây câu chuyện của chúng ta là chia tay, thì mình luôn luôn đi tìm một cái lời giải là vì sao như vậy. Tại vì mình biết rằng là thực ra mình cần tìm lời giải để ít nhất về sau này mình có một cái sự, tức là chấp nhận nó và mình gác được hẳn được cái quá khứ đó đi qua. Vì nếu như mình ở trong một cái trạng thái mơ hồ là không biết vì sao, không biết như thế nào mà chúng ta đi đến cái kết cục này, thì mình tin chắc rằng là cái đoạn ký ức đó, cái quãng ký ức đó nó sẽ luôn luôn nhắc nhớ chúng ta. Và khi chia tay thì chúng ta cũng biết là đó là một cái cảm giác buồn đau. Và việc không muốn rằng là một cái cảm giác buồn đau nó cứ phải tái đi tái lại như là một cái vết thương vào những ngày trái gió trở trời. Cảm ơn những cái chia sẻ của Việt ngày hôm nay. Tôi cũng chia sẻ lại là mãi đến thời gian gần đây tôi mới biết được rằng đó mới chính là định nghĩa về sự mạnh mẽ trong tình yêu. Lúc đầu tôi nghĩ mạnh mẽ trong tình yêu là dám yêu, dám làm, dám chấp nhận, dám hy sinh. Nhưng thật ra dám đau mới là cái thứ mạnh mẽ nhất trong tình yêu. Và chỉ hầu như là chỉ có đàn ông mới làm được cái chuyện đó. Có nghĩa là đi tìm hiểu về mặt lý trí đến tận cùng nỗi đau của mình để chấp nhận nó. Rất là nhiều người Tùng tin là đang theo dõi chương trình của chúng tôi sẽ không làm được như Phong Việt đâu. Chúng ta có ý định đi tìm hiểu về lý do tại sao nỗi chia ly đau buồn lại diễn ra, nhưng chúng ta lại không đủ lý trí để chấp nhận nó. Chúng ta thường sẽ đưa ra một cái lý do lấp lửng rằng là tại anh
tại em, tại mùa thu, tại một cái gì đó nó rất là chung chung, để rồi lại tiếp tục có những cảm xúc buồn đau mỗi khi nghĩ đến điều đó. Cũng giống như những gì mà Giáng Vân đang viết trong cái bài thơ lần này chúng ta nói tới. Vậy thì phải từ khi chúng ta nhìn nhận được chúng ta có lỗi và chúng ta biết là cái lỗi chúng ta như thế nào, thì phải đó là một hành trình của sự trưởng thành. Sẽ tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Mình nhìn đó là một cuộc chia ly, mình nhìn ở một cái phương diện tích cực. Lỗi đó thuộc về những thứ chung chung mà lúc nào em vẫn có thể đau lại. Đó chính là Tùng cảm nhận được ở thơ của Giáng Vân. Có đôi lúc khi mà mình đi tìm hiểu cái nỗi lòng đang buồn đau, mình sẽ tìm cách phải đổ thừa cho một ai đó. Ở trong đây mình thấy rõ ràng là có lúc thì rất là muốn đổ thừa cho anh, nhưng mà vì em vẫn còn yêu anh cho nên là chắc anh cũng không phải là người có lỗi. Lỗi đâu đó thuộc về quan điểm hạnh phúc của em, lỗi đâu đó thuộc về những cái ngây thơ nhỏ dại của em, và lỗi đâu đó thuộc về những thứ chung chung mà lúc nào em vẫn có thể đau lại. Đó chính là Tùng cảm nhận được ở thơ của Giáng Vân. Không biết Tùng có đồng cảm với quý vị không? Việc thì việc nghĩ, thực ra là cái sự trưởng thành của một con người nó không phụ thuộc vào tuổi tác, nó cũng không phụ thuộc vào cái nơi bạn sinh ra hay bạn lớn lên, nhưng nó sẽ phụ thuộc vào một cái điểm rất rất là lớn, là chúng ta biết chấp nhận những gì nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta đi qua nó. Một trong những cái mà tại sao những người chia tay họ luôn đau đớn và dằn vặt, vì là gì? Họ không nhìn nhận chính xác cái lỗi của họ hoặc là của người kia trong cái mối quan hệ đó, mà họ tìm cách lấp liếm một cái lý do nào đó, một cái điểm tựa nào đó ở trong một cái không gian mông lung. Và họ cho rằng vì như vậy thì họ và người kia mới trở ra cái mối quan hệ đó, nó mới đi đến ngõ cụt. Thì mình nghĩ là nói vui thôi, cái từ đó thực ra nó đúng cái kiểu người Việt Nam mình hay nói là hay đổ thừa. Tức là chúng ta đổ thừa cho một lý do nào đó. Nhưng thực tế việc nghĩ một mối quan hệ khi đã đi đến một cái giai đoạn nào đó, có một cái dấu chấm hết cho nó, việc nghĩ không ít thì nhiều, có thể là một người có lỗi, nhưng thường việc nghĩ bao giờ cả hai cùng có lỗi cả. Việc nghĩ là trong mối hệ khi đi đến kết thúc là chúng ta đừng nên đổ thừa, mà trước hết là hãy nhìn nhận cái lỗi của bản thân chúng ta. Và thực ra từ khi chúng ta nhìn nhận được chúng ta có lỗi và chúng ta biết là cái lỗi chúng ta như thế nào, thực ra đó là một cái hành trình của sự trưởng thành. Không biết thì anh Đức có cùng quan điểm với việc không? Anh thì anh có cái nhìn hơi khác. Đương nhiên là một cái chuyện gì vừa trải qua thì mình đều muốn nhìn lại để làm gì, mình rút kinh nghiệm để mình có một cái cuộc tình mới nó sẽ không bị như vậy nữa. Dạ. Tuy nhiên anh hãy có nhìn khác việc chút xíu, là dù cho lỗi của anh hay của em, hay lỗi cả hai, hay lỗi của mùa thu như Tùng nói, thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi người. Mình nhìn đó là một cuộc chia ly, mình nhìn ở một cái phương diện tích cực thì mình sẽ thấy nó cũng đau đó, nhưng nó đau như vậy để tôi có thể viết được một bài thơ, đau như vậy để tôi viết được một bài nhạc, thì lúc đó mình cũng không phải việc gì mình phải lấp liếm đổ thừa ai cả. Chắc chắn là quý vị khán giả truyền hình cũng sẽ đồng ý với Tùng là khi mà chia tay trong tình yêu á, thì mình sẽ có khuynh hướng đổ thừa cho người còn lại. Anh sẽ nói tại em sẽ nói tại anh. Và trong cái đoạn cuối cùng của bài thơ này cũng có một cách trả lời rất hay của Giáng Vân cho sự chia ly của mình. Xin đừng trách em nhiều, cũng xin đừng chay chức. Cây lá có rơi nhiều, xin đừng hỏi mùa thu. Lặng nghe anh, yên tĩnh lời ru. Rõ ràng là xin đừng trách em nhiều, cũng xin đừng chay chức. Lỗi không thuộc về ai cả. Tùng nghĩ rằng là đây là một trong những cái cách lý giải về cuộc chia ly khá là thú vị. Anh thì thật ra bài thơ của nhà thơ Giáng Vân anh rất thích. Những câu cuối cùng này, những câu đầu thì nó quá cụ thể, nhưng những câu cuối thì nó rất là giàu hình ảnh. Thậm chí là cái đoạn đầu nào là dòng sông, nào là con sóng nó cuộn lên, mình cứ bày tỏ hết những cái gì mình nghĩ. Nhưng những câu cuối cùng chính là một sự im lặng. Để rồi anh cũng chiêm nghiệm và em cũng chiêm nghiệm, để chúng ta nhận ra cái nỗi đau, cái cuộc chia ly đó như thế nào. Và chắc là đã đến lúc chúng ta sẽ cùng lắng nghe giai điệu của bài hát đã được phổ nhạc từ bài thơ này.
đám du gì, lời ru cho đã nuôi tật nguyền vết sẹo thời gian. Em ru gì, lời ru cho biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Một đời đam mê, một đời giông tố. Em dù gì cho ta khi bao ngày vui vẻ. Có hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát su, thôi đừng say sưa. Lỡ chút rơi nhiều đâu phải bơi mùa thu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về một trong những nhạc sĩ có rất nhiều những tác phẩm, tạm gọi là hầu hết tác phẩm của mình liên quan tới những bài thơ, đó chính là nhạc sĩ Phú Quang. Nhạc sĩ Phú Quang có một cái phong cách viết rất là đặc trưng, hầu như là mỗi một bài hát của anh người ta chỉ cần nghe thoáng qua là biết được màu Phú Quang. Và điều đặc biệt hơn cả là khi mà gắn liền với những bài thơ thì Phú Quang thường không đi đúng tất cả những cái ca từ mà nhà thơ đã viết mà chỉ lấy cái tứ của bài thơ mà thôi. Và đây là một ví dụ. Ở đây chắc là cả ba người chúng ta đều thích nhạc Phú Quang đúng không ạ? Thực sự là Việt nghĩ là anh Phú Quang có một cái kỹ năng rất là hay, là khi anh ấy đọc một cái bài thơ nào đó thì anh ấy phát hiện được cái tính nhạc trong cái bài thơ rất là nhanh.
Và thực ra việc thích cái sự sáng tạo của anh Phú Quang trên dựa trên cái nền của những bài thơ, thì cái việc ảnh mượn cảm xúc hay mượn không gian hay mượn cái thông điệp của bài thơ để chuyển tải nó thành một bài hát là việc rất rất là nên. Vì thỉnh thoảng mình cũng có nghe những cái bài hát mà gần như là phổ thơ vào phổ thơ gần như một cách trọn vẹn cái bài thơ, thì bao giờ mình cũng cảm giác nó hơi trúc trắc, nó hơi có một chút gì đó, nó mâu thuẫn hay một chút gì đó, nó không có xuôi tai của chúng ta. Tuy nhiên anh Phú Quang thì rõ ràng là mình nghĩ là trong tất cả những thế hệ về nhạc sĩ của Việt Nam luôn, thì mình nghĩ là nếu nói về một người mà mang những bài thơ đến bằng những cái giai điệu âm nhạc và làm cho khán giả âm nhạc yêu thơ hơn, thì mình nghĩ cái công của anh Phú Quang thật sự rất rất là lớn luôn. Dạ. Riêng về nhạc sĩ Phú Quang thì đầu tiên thật ra Đức Hùng không có cảm tình. Lý do là bởi vì mình thấy tất cả những bài hát đều gắn liền với thơ. Yeah. Mình dễ có một cảm giác là tại sao trong việc dựng lời, viết lời mình lại phải bám vào một bài thơ nào đó. Nhưng mà khi để mình ngồi mình phân tích kỹ giữa một bài thơ với một cái ca khúc hoàn chỉnh, thì mình mới thấy là đúng là nhạc sĩ Phú Quang có một cái tài quá lớn. Yeah. Nghĩa là anh chỉ nhặt những cái tứ thơ nào hay nhất, đắt nhất để có thể viết thành một cái bài nhạc. Thật ra Phong Việt nói là cái nhạc tính ở trong thơ, mà những cái bài mà nhạc sĩ Phú Quang phổ, thật ra Đức Kỷ nó không cao đâu. Nhưng mà nhạc sĩ Phú Quang đã sáng tạo từ con chữ để mang cái âm thanh cho nó. Nói một cách khác là nhạc sĩ Phú Quang là người đã tạo ra đời sống thứ hai một cách rất là riêng cho những bài thơ. Bởi vì khi mà nghe những bài hát Phú Quang thì thấy chủ yếu là Phú Quang, không còn thấy nhà thơ nhiều nữa. Và Tùng nghĩ đây cũng là một cách mà thú vị, bởi vì là người ta sẽ không chỉ bị ám ảnh bởi cách viết và cũng như là cảm xúc của bài thơ, mà người ta đang nhìn thấy quan điểm và cảm xúc của nhạc sĩ. Việc nghĩ là như vậy, tức là rõ ràng là khi anh Phú Quang ảnh phổ một bài thơ nào đó trở thành một ca khúc, thì rõ ràng là gần như mình thấy đó là câu chuyện của nhạc sĩ Phú Quang, chứ nó không còn là câu chuyện của tác giả bài thơ nữa. Bằng cách đưa âm nhạc vào thơ, bằng cách nhặt ra những cái tứ như lúc nãy anh Minh Đức đã chia sẻ, tức là nhặt ra những cái tứ hay nhất của bài thơ và biến nó thành ca từ của bài hát, cùng với cái việc là anh sáng tạo thêm những ca từ khác để làm cho bài hát này trở nên hoàn chỉnh. Và những nhận định vừa rồi của nhà thơ Phong Việt cũng chính là những điều đã thể hiện rất rõ trong tác phẩm lần này chúng ta cùng trò chuyện trong giai điệu từ những vần thơ. Từ bài thơ Yên Tĩnh của Giáng Vân đã chuyển thành một trong những bài hát vô cùng nổi tiếng, đó chính là Đâu Phải Bởi Mùa Thu. Và đúng là trong cái bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu này thì nhạc sĩ Phú Quang đã chỉ nhặt lại những gì đẹp nhất, hay nhất, ấn tượng nhất từ những cái ca từ của Giáng Vân. Và cho Tùng hỏi là với cái bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu thì rất là nhiều ca sĩ hát, nhưng mà với hai anh thì ca sĩ nào để lại cái ấn tượng mạnh mẽ trong hai anh nhất ạ? Thì Đức vẫn thích chị Siêu Black hát bài này. Dạ. Một phần là vì cái cách viết nhạc của nhạc sĩ Phú Quang ở những cái nốt nó cao chót vót lên. Dạ. Và trong những ca sĩ hát thì thú thật là Đức thấy là chị Siêu Black thể hiện rõ được bật lên cái nằm giữa thơ và nhạc để cho người ta một cái cảm giác chơi vơi. Yeah. Và thật sự đó một cái cảm giác nó giữa chừng và hụt hẫng của một cuộc chia ly giống như trong thơ của Giáng Vân. Yeah. Mình thích chị Thanh Lam vì ở trong cái giọng hát của chị Thanh Lam mình cảm nhận được một điều là chị Thanh Lam là cái người mà đi qua rất là nhiều những cái giông bão của cuộc đời. Và vì một cái cuộc đời nó có quá nhiều những giông bão như vậy, thành ra khi chị hát một cái khúc như Đâu Phải Bởi Mùa Thu mà nó đòi hỏi vừa là cái sự bao dung, vừa là cái sự mạnh mẽ, cũng vừa là cái sự dũng cảm đối diện với lại những cái sóng gió của cuộc đời, hoặc là đối diện với cái tình cảm của cuộc đời mình. Thì mình thích cái nội lực trong giọng hát của chị Thanh Lam, nó sẽ vỡ được ra được những cái cung bậc mà cái bài hát nó muốn chia sẻ. Và đối với bài hát Đâu Phải Bởi Mùa Thu còn một điều thú vị nữa, đó chính là bài hát này được viết năm 1976, nhưng mà vì một số lý do đến 10 năm sau bài hát mới ra mắt quý vị khán giả, và ngay lập tức là chúng ta thấy là rất nhiều phiên bản đã được thể hiện cộng với rất là nhiều những giọng ca để lại ấn tượng trong anh Đức, trong Việt cũng như là trong Tùng và quý vị khán giả. Đâu Phải Bởi Mùa Thu của nhạc sĩ Phú Quang hay là Yên Tĩnh của nhà thơ Giáng Vân đều để giải quyết cái chuyện là tại anh, tại ả hay là tại cả đôi bên. Thật ra không phải tại ai hết, mà tình yêu vốn dĩ là như thế. Tùng thực sự là mỗi lần mà chia tay, Tùng rất là muốn nghe cái bài này để tự dặn mình là đừng có đi tìm lỗi của người khác, đừng có đổi thừa, mà hãy chấp nhận
cái nỗi buồn nó buộc phải đến. Và Tùng cũng hy vọng là ngày hôm nay với cái phiên bản mới nhất của giai điệu từ những vần thơ thì cũng đã tặng cho hai vị khách mời của chương trình những cảm xúc rất đẹp thay cho lời cảm ơn của chúng tôi. Xin chào Tùng Leo và xin chào tất cả khán giả của chương trình giai điệu từ những vần thơ. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm trong cuộc sống của chúng ta, dù là chia tay hay dù đến với nhau thì đều là những kỷ niệm thật đẹp. Dạ, và những kỷ niệm đó luôn luôn được ghi lại bởi những bài thơ hay, rồi những bài thơ hay lại được chấp cánh bay lên bởi những giai điệu đẹp. Tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ có trong giai điệu từ những vần thơ. Quý vị đừng quên chương trình đáng yêu này của HTV. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng hát xuống.